Hello, em xin chào các bác các anh, lại quay trở lại với kênh của em, đó là giày Si Sài Gòn ạ. Các bác ơi, shop em hôm nay là về rất là nhiều mẫu giày tây mới, một số mẫu giày hiệu nữa các bác nha. Rồi, mẫu đầu tiên em sẽ lên cho các bác đó là một em Savator, đến từ thương hiệu khá là nổi tiếng của Ý rồi các bác nha. Savator Ferramo của Ý các bác ơi. Ngay mặt tiền của em nó là bộ nhận diện ngay mặt tiền là toàn chữ Ferramo dập nè, dập ký hiệu của em nó luôn nè các bác. Em này thì có size siêu đẹp nha. Size của em là size 38 đến 38.5 thôi, cực kỳ bé luôn. Bác nào mà chân bé bé thì mang em này thì đẹp hết sảy luôn các bác. Độ mới khá là cao luôn. Em này thì có cái khóa này, đó, khóa khoa bít ngay dập mà ngay từ ngoài sau gót này luôn. Miếng này miếng topi chống trơn của em nó luôn này, nhưng mà miếng zin của hãng luôn ha. Đế của em này là đế da, bà chủ trước họ mang đã có chống trơn sẵn rồi ha. Savator Ferragamo made in Italy, đó, khá là xịn sò luôn. Em này lên quần tây hay đồ vest thì cũng hết là bài luôn các bác ơi. Em này lên rất là đẹp luôn. Form dáng rất là đứng form và rất là sang. Bên trong có dập chữ Ferragamo made in Italy, size số mà cốt đầy đủ ha. Quá đẹp và mới luôn đấy các bác ơi. Xuất sắc lắm luôn, nhưng mà rất là kén chân nha. Bác nào chân 38 đến 38.5 thôi nha. Đó. Rồi, và size này là size 38 trên 38.5, mã số chất hàng là B105. Đó, và shop em đang bán với giá là 2,5 triệu thôi. Đó, thay vì các bác mua mới một em này thì 26-27 triệu rồi đấy các bác, không có rẻ đâu. Đó, đến với shop em thì shop em bán đồ Si thôi, cho nên mà giá sẽ rất ưu đãi so với những khi mà các bác vào store mua ha. Rồi, bác nào quan tâm mẫu này thì nhắn tin cho em nha. Mã số chất hàng thì em có để trên màn hình này các bác. B105, size 38 trên 38.5 và giá là 2,5 triệu. Đó, các bác ưng mẫu nào thì gọi điện thoại cho em nha. Số điện thoại thì em có để trên màn hình các bác nha. Rồi, và tiếp theo em sẽ lên cho các bác một em đến từ thương hiệu Bali. Đó, một em màu xanh navy khá là truyền thống, khá là đẹp luôn. May mặt tiền của em nó là bộ nhận diện ngay mặt tiền này các bác. Rất là xịn luôn. Đó, bộ nhận diện của em nó là ngay mặt tiền này các bác. Đó, có cái khóa ngang này. Rất là xịn luôn ha. Bác nào quan tâm thì cứ nhắn tin cho em Bali này ha. Em này size đẹp các bác nha, size 42. Đó, bác nào chân 42 thì nhắn cho em nha. Đây, đế của em này là đế âm và có dập chữ Bali dưới đế luôn, khá là xịn luôn đấy ạ. Bác nào quan tâm thì cứ nhắn tin cho em ha. Lòng trong của em thì trời ơi, các bác thấy một lòng trong phun da màu vàng óng ánh rất là xịn luôn. Size số và mã cốt đầy đủ cho các bác luôn. Đây, quá là xịn luôn. Da cực mềm nha. Đây, sau đây chỗ này cũng còn đập chữ Bali này các bác. Đó, đây Bali. Rất là xịn, da bò hạt, rất là mềm luôn. Rất là tiện lợi cho những bác nào mà hay chạy xe ô tô nha. Tại vì mình có thể gập lái rất là thoải mái. Màu xanh navy các bác nha, không phải là màu đen đâu, màu xanh navy ha. Và size chuẩn của em đó là size 42. Và mã số chất hàng của em này đó là B112, size 42. Và shop em đang bán với giá là 2,3 triệu thôi cho một em Bali. Thương hiệu khá là nổi tiếng của Ý rồi. Mua mới loanh quanh tầm 17-18 triệu rồi các bác nha. Các bác ưng mẫu nào thì cứ nhắn tin cho em nha. Rồi, và tiếp tục em sẽ lên cho các bác một em dáng derby nữa ha. Em này thì đến từ thương hiệu Rigo, một thương hiệu khá là nổi tiếng của Nhật các bác nha. Đó, nhắc đến đất nước Nhật Bản thì những em giày sản xuất tại Nhật thì đường kim mũi chỉ rất là tỉ mỉ luôn ha. Dáng derby, và em này thì đến từ thương hiệu Rigo. Rigo dòng này là dòng phiên bản cao cấp các bác nha. Rigo Heretic ha. Đó, dòng này mua mới cũng 17 triệu rồi các bác ơi. Hàng thường cũng là Rigo thì tầm 7-8 triệu thôi, nhưng phiên bản Rigo Heretic là phiên bản cao cấp rồi. Đó, em bán lẻ em này tại tiệm cũng hơn 1 triệu rồi các bác ơi. Đó, hôm nay em lên live em sẽ tri ân cho các bác giá rất là rẻ cho em Rigo này luôn. Heretic nha các bác. Đó, size chuẩn của em là size 42 nha các bác. Size 42. Và mã số chốt hàng của em này đó là B107 ạ. B107 size 42 và shop em đang bán với giá là 700k thôi. Đó, rất là rẻ luôn. Bác nào quan tâm thì cứ nhắn tin cho em nha. Quá là xịn sò cho em Rigo Heretic này luôn đấy các bác. Đó. Rồi, và tiếp tục em sẽ lên cho các bác một em giày hiệu ha. Em này đến từ thương hiệu LV. Trời ơi, một thương hiệu khá là xa xỉ rồi các bác ơi. Đây, LV Louis Vuitton. Đó, các bác thấy không? Quá là xịn sò luôn. Bình thường thương hiệu này là em chỉ lên
dày mọi mocha thôi, chứ rất là hiếm khi có dáng sneaker như thế này ha. Thiết kế của em này là mặt trước của em này là da lộn, xung quanh của em này là da mài ha. Có thiết kế bo chun chỗ này là mình có thể mang rất là ôm chân luôn đấy. Đó, mặt tiền của em này có dập chữ luôn này, thương hiệu LV luôn ha, khá là xịn sò luôn. Xung quanh viền của em này đã được khâu rin rất là chắc chắn rồi nha. Đó, đế của em này còn đồ, cái chữ còn nguyên nha, chưa hề mòn cái chữ này luôn đấy. Chứ còn đế thì tất nhiên là mang sẽ bị dơ rồi này các bác. Đó, dòng này thì bao đẹp bao bền cho các bác luôn nha. Đó, các bác giặt nước thoải mái luôn. Bên trong của em thì cũng có dập chữ LV Paris của Pháp ha. Mã cốt thì nằm trong lưỡi gà này các bác. Đó, cốt và size là size 8 này các bác. Cốt đầy đủ cho các bác ha. Size chuẩn của em là size 8 các bác nha. Đó, dòng này mua mới loanh quanh tầm 27 28 triệu rồi các bác ơi, một thương hiệu xa xỉ cho nên mà lên những em giày như thế này thì khá là đắt đỏ luôn. Rồi, và mã số chất hàng của em này đó là B110 size 41.5/42 luôn nha. Và shop em đang bán tri ân với giá là 3,6 triệu thôi. Quá rẻ luôn các bác ơi. Bác nào quan tâm thì cứ nhắn tin cho em nha. Đó, LV. Quá là xịn sò luôn. Một thương hiệu khá là đắt đỏ luôn. Rồi, và tiếp tục em sẽ lên cho các bác một em giày lười. Em này thì đến từ thương hiệu Rockbot cho nên mà khá là nhẹ và êm luôn ha. Size chuẩn của em là size 39 các bác nha. Size 39 màu đen, khá là nhẹ luôn. Siêu nhẹ cho em Rockbot này luôn đấy các bác. Bên trong thì có một lớp lót cùng thương hiệu luôn ha. Và bộ đế của em này được thiết kế bằng một bộ đế cao su, rất là nhẹ luôn. Rockbot dập dưới đế ha. Size chuẩn của em là size 39 nha các bác. Và mã số chốt hàng của em này đó là B109 size 39. Và shop em đang bán với giá là 500k thôi. Đó, rất là rẻ luôn. Các bác cứ lựa được mẫu nào thì nhắn tin cho em nha. Rồi, và tiếp tục em sẽ lên cho các bác một em giày hiệu nè. Em này thì đến từ thương hiệu Saint Laurent, một thương hiệu khá là nổi tiếng rồi ha. Một cái form dáng không bao giờ lỗi thời luôn. Đó, form dáng của em này khá là đẹp luôn ha. Đó, thiết kế của em xung quanh là có một cái xẹp bên hông ha, zip pop ha. Đó, rất là xịn da nè. Size số mà cốt đầy đủ ha. Size chuẩn của em này là size 40 các bác nha. Thiết kế đế cao tầm 4 phân, đế cao 4 phân, da cực kỳ dày luôn. Đó, Saint Laurent nha. Đó, size chuẩn là 40. Ồ, em quên chưa ghi mã em này các bác ơi. Rồi, và mã số chốt hàng của em này đó là B150 các bác nha. B150 size 40. Và shop em đang bán với em giày hiệu này giá là 2,3 triệu thôi. Đó, bác nào quan tâm mẫu này thì cứ nhắn tin cho em nha. Đó, một em Saint Laurent, em này mua mới loanh quanh cũng chừng 20 mấy triệu rồi đấy các bác ạ. Không có rẻ đâu. Đó, size chuẩn là 40. Và shop em chi ân với giá là 2,3 triệu thôi. Bác nào mà đam mê thương hiệu này thì cứ nhắn tin cho em nha. Size chuẩn là 40, 255cm. Đó, giá là 2,3 triệu. Đó, bác nào quan tâm thì nhắn cho em này nha. Mã số chốt hàng, em vừa đọc quên rồi. Rồi, và mã số chốt hàng của em này là B150 các bác nha. Giá là 2,3 triệu, Saint Laurent. Rồi, và tiếp tục em sẽ lên cho các bác một em dáng mocha nữa ha. Một em mocha, em này thì có size chuẩn là size 43 nha các bác. Size 43, thương hiệu khá là nổi tiếng của Pháp nha các bác. Da của em này thì da bò hạt, khá là dày ha. Đế của em này thiết kế là đế âm này các bác. Đó, dòng này thì bao cày cho các bác luôn rồi. Đế của em nó rất là xịn sò luôn. Dòng đế âm thì mình mang đi nước thoải mái, không bao giờ lo bung keo hay là hở đế gì luôn đấy. Rồi, và mã số chốt hàng của em này đó là B101 ạ. Size 43. Và shop em đang bán với giá là 650k thôi. Đó, bác nào mà chân 43 thì nhắn cho em nha. Đó, mocha size 43 em chỉ có một em này thôi. Đó, bác nào quan tâm thì cứ nhắn tin cho em nha. Rồi, và tiếp tục em sẽ lên cho các bác một em dép hơ mệt ha. Em này dép mới nha các bác. Đó, có một em duy nhất size 42. Giá tri ân là 500k miễn ship ha. Size 42, phun da nha các bác. Toàn bộ phun da toàn bộ luôn. Đó, đế của em này là đế fip ha. Đế fip nha các bác. Đó, rất là xịn sò luôn ha. Size chuẩn của em là size 42.
size 42 và mã số chất hàng là B115. B115 size 42 và shop em đang bán với giá là 500k thôi. Các bác nào ưng mẫu này thì nhắn cho em với mã chốt hàng là B115 nhá. B115 đó là đôi dép Hermes nha. Size 42 và giá là 500k miễn ship luôn. Rồi tiếp tục em sẽ lên cho các bác một mẫu tiếp theo nữa ha. Một em Gucci đi ha. Một em giày lười, trời ơi em này dáng này kiểu như là dáng Gucci trúc, dáng giày cổ luôn đấy các bác. Mẫu này bây giờ là đứt hàng luôn rồi, không có hàng luôn nha các bác. Đó. Siêu hiếm luôn. Gucci trúc là phiên bán khá là lâu rồi cho nên mà bây giờ mẫu này rất là hiếm ha. Size chuẩn của em này là size 43 nha các bác, màu nâu size 43, Gucci trúc ha, trúc này các bác. Đó. Bộ đế của em này được thiết kế bằng một bộ đế da đã có chống trơn sẵn rồi ha. Đó, rất là xịn sò luôn. Da của em này thì bao đẹp luôn đấy các bác. Nguyên tấm da bò khá là xịn luôn. Đó, lót trong có dập chữ Gucci luôn ha. Đây, mã code size số đầy đủ, size 81/2 tương đương 42 năm nha các bác. Nhưng mà form này thì 42 năm hay 43 đều mang được các bác nha. Rồi và mã số chốt hàng của em này đó là B108 ạ. B108 size 42.5/43. Và shop em đang bán với giá là 2,5 triệu thôi. Giá rất là rẻ nha. Giá này là giá sale của em rồi nha. Chứ bình thường Gucci là phải tầm 5-6 triệu, không có giá này đâu. Đó, em này thì tại vì dáng đời cổ rồi cho nên mà em sale chi ân cho các bác luôn ha. Rồi và tiếp tục em sẽ lên cho các bác một em giày lười nữa ha. Một em giày lười size chuẩn của em là size 39 nha các bác. Dòng này thì nồi đồng cối đá nha, da cực kỳ dày. Đó, da cực kỳ dày luôn. Đế của em này nè, trời ơi mới lắm các bác ơi. Đó, size chuẩn của em là size 39 nha các bác. Bên trong của em thì cũng có dập thương hiệu bên trong Kenzo ha, khá là nổi tiếng nha. Đó, một thương hiệu khá là nổi tiếng của Nhật nha các bác. Size chuẩn là size 39 ạ. Và mã số chốt hàng của em này đó là B100 size 39. Và shop em đang bán với giá là 600k thôi. Các bác ưng mẫu nào thì cứ nhắn tin cho em nha. Rồi và tiếp tục em sẽ lên cho các bác một em Mocha size 41 nha. Em này da cực kỳ mềm luôn. Trời ơi em cầm lên tay đầm tay và thích lắm các bác. Một em màu vàng bò. Màu vàng bò size 41 ạ. Vàng bò Mocha size 41 nha các bác. Đến từ thương hiệu Tandy. Tandy một thương hiệu khá là nổi tiếng của Hàn Quốc rồi các bác nha. Da cực kỳ mềm luôn, các bác nhìn thấy da rất là thích luôn đấy. Size chuẩn của em là size 41 nha các bác. Và mã số chất hàng của em này đó là B102 size 41. Và shop em đang bán với giá là 650k thôi. Các bác lựa được mẫu nào thì cứ nhắn tin cho em nha. Trời ơi một em Mocha da cực kỳ mềm, size 41, giá chỉ 650k thôi. Các bác nào ưng thì nhắn tin cho em nha. Rồi và cuối cùng là em lên cho các bác một em giày tây công sở nữa ha. Em này thì em chưa đánh xi luôn đấy các bác. Form khá là đẹp nhưng mà em này đến từ thương hiệu Locke ha. Một thương hiệu khá là nổi tiếng của Mỹ rồi. Đó, bác nào mà quan tâm thì nhắn cho em nha. Em này em đang bán giá sale cho các bác nè. Đó, một em Locke mà em bán giá sale luôn này các bác. Nhanh tay chốt em này rất là chất lượng luôn đấy ạ. Bên trong có dập chữ Locke và có size số mã cốt nè, made in England. Trời ơi, size chuẩn là 71/2, size 41 nha các bác. À 415 các bác ạ, size 415. Đế của em này đế da đã khâu và đã có chống trơn sẵn rồi ha. Locke quá là xịn sò luôn rồi. Rồi và mã số chất hàng của em này đó là B106 size 41.5. Và shop em đang bán với giá tri ân cho các bác là 750k bằng một em hàng thường luôn. Đó, bác nào quan tâm mẫu này thì nhắn liền cho em nha. Chứ bình thường Locke là em bán toàn trên chỗ 4,5 triệu thôi chứ không có giá này đâu ha. Rồi tiếp tục em sẽ lên cho các bác một mẫu nữa nè, mẫu cuối cùng luôn ha. Em này size 39 nha các bác. Size cực bé luôn, size 39 ạ. Form dáng khá là đẹp, thương hiệu Moza, một thương hiệu khá là nổi tiếng của Nhật ha. Đế này các bác ơi, bộ một đế mới tinh luôn. Đó, made in Japan. Size chuẩn là size 39 nha các bác. Đó, em này không cần sơ chi cũng rất là đẹp rồi ha. Và mã số chốt hàng của em này đó là B102 size 39 và shop em đang bán với giá là 550k thôi. Các bác lựa được mẫu nào thì cứ nhắn tin cho em nha. Quá đẹp và rẻ luôn.
Rồi, em xin cảm ơn các bác rất nhiều vì đã theo dõi video của em ngày hôm nay nha. Và em sẽ hẹn các bác vào video tiếp theo của em ha.